Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay cuối tuần thì hai vợ chồng mình có đi xem phim, nhưng mà cái hình thức này nó mới hơn ở Việt Nam, có nghĩa là mình chạy xe vào và cái màn hình rất là lớn và mình chỉ ngồi trong xe hoặc là mình mở cái cửa xe sau để mình coi phim, và người ta sẽ có cái đài radio riêng cho mình để mình có thể vặn trong xe hơi của mình, bật lên trong xe hơi của mình thì mình nghe được cái tiếng của phim từ trong xe của mình. Thì mình chưa có thử cái hình thức xem phim này bao giờ hết, nên là mình rất là hứng thú để xem là khi mà xem phim ngồi từ trong xe và nghe âm thanh bằng đài radio từ trong xe thì khác với xem phim ở rạp chiếu phim như thế nào. Và ở đây cũng rất là mắc nha các bạn. Ví dụ như là xem phim ở rạp đó thì là 20 đô một người đi, 20 hăm mấy đô một người, thì xem phim ở rạp này thì 30 mấy đô một người. Mà mình lợi được một cái, có nghĩa là mình chỉ mua một vé thôi, rồi mình có thể xem được 2 phim, 3 phim hoặc 1 phim, là tùy theo cái thời gian của mình. Mình muốn xem bao nhiêu phim cũng được. Thì bây giờ tụi mình đang xếp hàng để vào cái quảng trường để xem phim. Thì lát nữa mình sẽ quay cho lại cho các bạn xem, và hy vọng là các bạn thích clip của mình và tiếp tục ủng hộ cho hai vợ chồng tụi mình nhé. Nè các bạn, bây giờ thì tụi mình đang xếp hàng để vào cái chỗ xem phim. Thì bây giờ người ta nói là bật cái đài số 101.5 thì sẽ nghe được cái tiếng từ rạp chiếu phim. Ví dụ như là cái tiếng chào đón, nhạc chào đón nè, để đi vào xem phim nè. Thì cái cảm giác như xem phim là y như trong rạp chiếu phim vậy đó các bạn. Chỉ khác có một chỗ là mình ngồi trong xe hơi, mình ngồi trong xe của mình xem thôi. Đó, thì có nhiều người là ngồi ở ghế trước xem từ cái kính của cái màn kính phía trước của xe, hoặc là có người thì mở cái cửa sau của xe ra và xem. Đây Linh nói là cái hình thức mà lái xe vào để xem phim tại quảng trường thì là một hình thức rất là cổ và bắt đầu nổi tiếng từ thập niên 50 và thập niên 60. Bây giờ thì là nó đã qua một thời gian là đã hết thời rồi, lỗ thời rồi, chỉ có những người già mới đi vào xem như vậy thôi. Nhưng mà trong những năm gần đây thì nó lại nổi tiếng trở lại các bạn. Nó lại nổi tiếng trở lại bởi vì lâu quá rồi thì không có người xem dưới hình thức này. Thì bây giờ giới trẻ lại hiếu kỳ và tò mò thì lại muốn xem phim theo hình thức này. Và các bạn thấy bây giờ hôm nay là chiều chủ nhật. Đó. Và ngày mai là kỷ niệm 7 năm quen nhau của tụi mình, nên là tụi mình xin nghỉ phép ngày thứ hai ngày mai, nên là hôm nay là tối chủ nhật hai tụi mình đi xem phim. Và tụi mình sẽ xem một bộ phim, đó là Người giàu châu Á, Con nhà giàu châu Á. Hình như là what is the movie, English movie name? Asian. Oh, we're seeing Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asian, Con nhà giàu châu Á. Và một bộ phim nữa là phim gì? Phim The Meg. The Meg là phim cá mập tấn công. Thì tụi mình mua một vé, nhưng mà bạn muốn vô đây, bạn muốn xem phim gì cũng được, xem mấy phim cũng được, chẳng ai, không có ai mà kiểm soát hết mấy chuyện đó, miễn là mua vé vào cổng thôi nha các bạn. Thì how much for one person? Not sure. $30. $30. Well, maybe less. I think it's double than the cinema. Gọi là drive-in theater. Đó, bây giờ tụi mình đang xếp hàng để vô xem nè các bạn. Like, see? You see the bench chair? Yeah, that's right. Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open. Đó, bây giờ thì tụi mình mua vé nè các bạn. Đó, thì các bạn nhìn kia bên hông nè, đó là cái màu trắng trắng là cái màn hình chiếu nè. Hi there. Two for screen one. Nè các bạn, thì đây là chỗ xem phim nè. Thì xung quanh thì có rất là nhiều xe nè. Người ta sẽ mở cửa xe sau ra và lấy mền, lấy chăn nè, đắp nè để tối xem nè. Đó, thì tụi mình có đem theo thức ăn nè, rồi đem theo ghế ngồi nè, và đem theo mền nữa đắp để có khi nào lạnh, để lát nữa lạnh. Và cái màn hình chiếu phim thì nó như thế này.
Và đây là chỗ hẹn hò cho các cặp tình nhân, và cũng là chỗ để cho cả ba mẹ này dẫn các bé đi xem phim nè các bạn. Đó, các bạn thấy nhà kia không? Còn đem mền, đem nệm nữa vô nữa nè. Đó. Tụi mình cũng đem theo hai cái ghế và đem theo nệm, đem theo mền thì lát nữa để phía sau nè. Đó, có thể ngồi phía sau xem. Và đem theo đồ ăn nữa. Đồ ăn, nước uống, nho. À, các bạn thấy thú vị không? À, và chỗ kia thì có bán đồ ăn nữa nè, thức ăn nhanh nữa. Nhưng mà tụi mình hồi nãy là đã ăn tối hết rồi và tới đây chỉ xem phim thôi. That's so funny, honey. Thì bây giờ lôi mền ra, lôi mền, lôi nệm ra để ở phía sau xe nè. Đó là các bạn có thể hình dung ra coi phim như thế nào rồi đúng không? Là mình sẽ ngồi từ phía sau xe, hoặc có người là ngồi ở ghế trước của xe. Thì nếu mà tụi mình chọn ngồi phía sau xe như vậy thì có thể đem mền, đem gối tới, vừa nằm vừa coi cũng được. Còn nếu ngồi phía trước thì có thể nghe bằng đài radio trong xe. Nhưng mà nếu mà ở trong xe mấy tiếng đồng hồ mà nghe bằng đài radio thì mệt quá, nên tụi mình chọn theo hướng là ngồi từ ghế phía sau và đắp nệm. Hooray. Wow. You're right. Everyone bring sleeping bag. Yeah. There we go. That's so cool. Yeah. Oh, it's perfect. Coi Dylan nè. Dylan mới đổi mắt kính mới nên nhìn Dylan già dễ sợ luôn. Hưởng thụ ha. This is perfect. Yeah. À, các bạn, bây giờ mình đang ngồi ở phía sau của xe nè. Đó. Coi ra cái màn hình, cái màn hình như này. À, các bạn thấy cool không? Yeah. Đó. Thấy tụi mình đầu tư không? Đem cũng đem mền giống như người ta, tụi mình cũng tưởng tượng ra thôi chứ mình cũng không biết nữa, mình chỉ biết là coi thì có thể coi bằng ghế trước, hai ghế trước hoặc là nằm ở ghế sau. Coi như cái ghế sau này, cái ghế xe phía sau thì mình úp xuống xong rồi cái mình để mền nè. Đó. Đó, còn đây là cái âm thanh của cinema nè. When the chimes ring 6 and 7 you'll be right at 7. Và đây có nhà hàng nè, bây giờ tụi mình ăn rồi. Nè, nhà này còn đem 3-4 cái gối luôn. Mình ăn rồi nên là mình đi đi vòng vòng coi thử coi trong nhà hàng nó bán những cái gì nha. So the washrooms are there. Có washroom nữa nè. Just stay outside. Yeah. Oh, bán popsicle. Bán popcorn nữa nè. Không có brand nữa nè. Vui quá đi lắm. À, mọi người đi xem phim rất là đông này nha các bạn. 8 giờ rưỡi là bắt đầu bộ phim đầu tiên. Bây giờ là 7 giờ 50 tối mà người đã bắt đầu đông rồi nè nè. Mà rất là rẻ, có 26 đô include tax. Yeah. Yeah. Có 26 đô. Ồ, 26 đô hai người mà coi được hai bộ phim luôn nè các bạn. Trong khi vô rạp chiếu phim là 30 đô. Mà nhà rạp chiếu phim chỉ xem được một phim thôi mà rất là nhàm chán. Mà rạp chiếu phim là 30 đô một người, hai người là 60 đô.
rẻ gấp 3 lần rạp chiếu phim mà còn thú vị hơn rạp chiếu phim rất là nhiều lần. Và hàng ghế đầu tiên nè, nếu ai không có xe nè thì ngồi gần đây xem, có những cái hàng ghế này ngồi xem cũng được. Ôi còn có xích đu chơi cho mấy em bé nữa nè, các bạn dễ thương quá nè. Có xe ngồi, có cầu tuột nè, có xích đu cho các em nữa nè. Wow, có cái cầu tuột đi lên cầu thang cao thiệt là cao, rồi trượt xuống nè các bạn. Ở hai nhóc kia đang chơi nè. Rồi lại đây là, lại có một nhóc để Linh đang chơi xích đu. Em bé Đê Linh. Hi, các bạn nè, các bạn thấy mình nè, tụi mình có đêm nệm nè, đêm mền nè. Thấy tụi mình chuẩn bị chu đáo không các bạn? Đây là ổ mới của hai tụi mình. Oh, it's off. I don't know. Good. That's good. Okay. Why is it off? I don't know. It's good. I can't see. Yeah, bộ phim bắt đầu rồi nè các bạn. Đó. Mọi người đang xem. Hai tụi mình vừa đi mua được 2 ly đá bào về. Thì bộ phim đã bắt đầu rồi. Thì bây giờ hai tụi mình xem phim nha. Nè, thấy đá bào của tụi mình ngon không? Thích không? Trong lúc tụi mình đang coi phim thì thấy được mưa sao băng nữa nè các bạn. Đó, sao băng từng đợt nó chiếu nè các bạn, thấy lấp lánh không? Ở đây tối quá thì quay không rõ. Nhưng mà các bạn thấy sao chớp chớp không các bạn? Mưa sao băng luôn các bạn, thích quá. Bây giờ thì tụi mình đã coi xong bộ phim thứ nhất rồi. Thì bây giờ ngồi chờ ở đây rồi đi vòng chờ xem bộ phim thứ hai là bộ phim The Merc là cá mập tấn công. Phim này hay lắm nha các bạn, hễ mà có ở Việt Nam thì các bạn nên xem phim này rất là hay luôn, coi rất là hay và rất là cảm động. Hai tụi mình đã xem xong hai bộ phim rồi. Thì bộ phim thứ nhất là Con Nhà Giàu Châu Á thì rất là hay, các bạn có thể xem nếu mà có chiếu Việt Nam. Còn bộ phim thứ hai là bộ phim Cá Mập thì coi cũng bình thường thôi chứ không có hay lắm, nhưng mà coi cũng được, là hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Và hy vọng các bạn thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho hai vợ chồng mình nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người.